hôm nay thì mình có kèo khách nhờ tìm iPhone X 64GB. Hiện tại bây giờ bên này là hơn 3 giờ chiều rồi mà chợ vẫn vắng tanh như chùa đanh luôn. Đây, tầm này vẫn chưa có người anh em ạ. Ở đây có quầy X64GB anh em, nhưng mà vẫn chưa thấy ai lên. Tầm này vắng lắm anh em ạ, vắng lắm. Chắc phải đợi một tí nữa thì chủ mới lên. X thì chưa tìm được. Mình tìm được cái lô XS Max bảo hành bên thứ 3 nha. Hàng nó sẽ có cái dòng chữ sau lưng như này này. Pin thì đa số pin cao hết anh em ạ, toàn 88 với cả 9X100. Cuối cùng thì cũng tìm được ít hàng X, nhưng mà là hàng phẩy anh em ạ. X bên này thì chủ yếu là bản CSA thôi, còn bản LDA cũng không có nhiều. Đi vài chục vòng chợ rồi, không tìm thấy X64 đẹp luôn. Toàn hàng phẩy với hàng xấu anh em ạ. Nói chung là cái lúc mình không cần ấy thì nó đầy chợ, còn cái lúc mà khách cần ấy thì tìm không có thấy. Thôi để ngày mai tìm tiếp vậy. Và mình là Đức Bách Hóa, thường trú tại Thâm Quyến, Trung Quốc.